Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm bên mình, đó là máy trộn đa năng. Với mẫu máy này thì mọi người có thể trộn được các nguyên liệu như là trộn bột này, bột làm kem này, trộn của đánh trứng này. Nó có đây hai lưỡi dao, hai loại lưỡi dao này. Đây, cái này để trộn bánh bột này, bột này mình bối bột bánh mì này, bột bột năng này, nói chung các loại bột. Máy này thì hoạt động rất chi là dễ dàng thôi. Còn bây giờ mình sẽ chạy máy thử cho mọi người xem. Đây công tắc này, vặn này. Máy này thì nó có 6 loại tốc độ khác nhau. 1 2 3 4 5 6 này, bây giờ vặn là 2 lên 2 này, nhanh hơn này. Đây, lên 2. Còn bây giờ lên 3 này. Càng ngày càng nhanh này, 4 này. 5 này. 6 này. Thấy chưa? Rất kỳ nhanh. Đây, còn đây mình lùi về này, giảm bớt này. Giảm bớt này. Đấy, giảm bớt rồi. Máy này thì rất nhẹ nhàng thôi, rất phù hợp cho gia đình sử dụng. Còn đây cái này là cái nồi này là chất liệu bằng inox này, một mẻ để chứa được 3 cân. Mọi người mua hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0904 432 11, 0934 468 22. Website của mình là xưởngmaythanhoa.com, địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.